Dạ vâng, xin chào tất cả các bác và anh em đang theo dõi kênh YouTube Audio 1977. Hôm nay thì bên em có một dòng vang có thương hiệu là Toga Audio, model là E91 các bác nhé. Thì cửa hàng bên em về thì cũng số lượng cũng hạn chế, được hơn 10 con. Thì cũng giao bán cho các bác ngày hôm nay. Giá thì rất là đẹp rồi. Thì dòng này thì rất là chất luôn các bác nhé. Mặt phay nhôm màu đen phía trước và có các cổng GFB ở phía trước cho các bác điều chỉnh nút tôi nhỏ nhạc, mic và effect, và cả nút công tắc nguồn cũng phía trước cho các bác dễ sử dụng, có nút phím mic, echo, reverb, mic và nút subtract cho các bác sử dụng, rất là đẹp luôn, màn hình cực đẹp luôn các bác nhá. Thì cái dòng này thì em cũng xin giới thiệu phần trong của con vang Togan Audio cho các bác biết được sâu hơn. Dòng này thì nó vẫn chạy bằng nguồn xuyến các bác nhá. Nguồn xuyến và có 3 chế độ chống hú 3 cấp. Dòng này thì có dây le tự ngắt luôn các bác nhá. Có chip mà sự vi xử lý của nó là chip Analog Device 21375 thì cũng ngang với những con chip của dòng vang X5. Hoặc cái dòng X thì cũng vì xử lý của nó cực khỏe các bác nhá, đời cực cao. Chip tụ thì trong phần bo mạch thì hoàn toàn là tụ và bằng gốm, rất là đẹp luôn. Có bo mạch chống hú bên này các bác nhá, bên có bo mạch chống hú và 3 cấp chống hú. Trong này thì nhạc âm rất chất âm rất là hay, cũng rất là khỏe luôn, rất là khỏe và trong, rất sạch luôn. Phía sau của con Togan Audio thì có 6 cổng Canon các bác nhá. 6 cổng Canon tương đương cho 6 kênh các bác nhá. Rất là ok rồi. Dòng này có input đầu vào cho các bác này, nhạc này. Và có 4 cổng hoa sen bên này cho các bác vào nhạc nhá. Rất là ok luôn. Đặc biệt của nó là có 3 cổng mic phía sau các bác nhá. Để cho các bác ghép vào hát mic này, mic không dây này, hoặc các bác hát dầu mic tay này thì rất ok. Nguồn thì thiết kế là phía sau, cổng nguồn phía sau thì dòng điện là điện 220V các nhá. Rất là đẹp luôn. Thì cửa hàng bên em cũng đang chào bán với giá cực kỳ là đẹp luôn. Nếu mà các bác quan tâm đến cửa hàng bên em thì các bác cứ liên hệ sang số điện thoại 0909 999083 các bác nhá. Thì chúng em có nhân viên tư vấn và hỗ trợ các bác phần kỹ thuật. Và đặc biệt nữa là dòng vang này thì chúng em có phần mềm các bác nhé. Có phần mềm và sẽ cài đặt phần mềm cho các bác, cài đặt sẵn cho các bác sử dụng, về các bác chỉ sử dụng thôi. Và chúng em sẽ cài đặt cho các bác những kênh, các kênh để cho các bác sử dụng rất là dễ. Vì cái dòng này thì để cho các bác 4 kênh để các bác dùng vào. Những bác mà hát hay thì các bác sử dụng vào kênh 1, hoặc các bác hát bình trung bình thì các bác chuyển vào kênh 2, hoặc là các bác hát hay nữa rồi thì kênh 3 cho các bác nhé. Còn kênh 4 thì chúng em để chế độ là nghe nhạc thì rất là hợp lý cho các bác sử dụng. Thì bên cửa hàng bên em thì có những chính sách cũng là bảo hành và bao zin cho các bác, bao zin bao xịn. Thì những video thì chúng em cũng đã review lên rồi. Thì các bác mà muốn xem được nhiều hàng bên em hơn thì các bác cứ đăng ký kênh Audio 1977 để có những video mới. Và những mặt hàng mới thì chúng em sẽ trực tiếp live stream, hoặc là những buổi live stream bán hàng trực tiếp thì có những giá rất là đẹp cũng nhá. Cuối video thì xin bác cho em một like, một đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.